À, chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review một số các sản phẩm CD nhé. Tại sao vậy lại làm cái video này để review sản phẩm của CD? Các bạn đợi với chút. Chia sẻ màn hình cho anh chị em xem. Đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái trang chủ của công ty. Mở Google ra. Rồi. Hôm nay thì Huệ sẽ review cái sản phẩm ở trong cái nhóm thể thao. Các chị nhìn đây, ở trong cái nhóm sản phẩm dinh dưỡng thể thao đây có rất là nhiều các cái sản phẩm rất là hay, và Huệ thấy là nó thực sự là nó rất là đáng giá, được đánh giá cao. Đây, anh chị vào đây thì anh chị sẽ thấy là đây là có cái Mega Essential. Mega Essential là một sản phẩm để cung cấp vitamin và khoáng chất, có nghĩa là đây là một cái sản phẩm. Nếu như mà bạn mà sử dụng cái sản phẩm vitamin bình thường rất là nhiều người vì điều kiện kinh tế của người ta có hạn, ví dụ như vậy, thì họ không có đủ tiền để họ mua một cái bộ một cái hộp siêu vitamin, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái Sport Mega Essential này để giúp cho những người mà người ta tiền của người ta vừa phải đó. Tóm lại vậy, thuộc nhóm ít tiền hơn. Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Thì sản phẩm này có 370.000, nó khá là phù hợp với túi tiền của những người có thu nhập thấp. Thì mỗi một ngày chúng ta sử dụng 2 viên sau bữa ăn. Đây, đọc chi tiết sản phẩm. Mỗi một ngày sử dụng 2 viên giúp cho bạn bổ sung vitamin và khoáng chất để hỗ trợ tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Thành phần của sản phẩm thì gồm có canxi carbonate, có nghĩa là trong này nó có cái thành phần canxi, nó cũng khá là cao. Canxi, magie, thế rồi vitamin A, D3, vitamin E, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C, K, axit và một số các thành phần khác. Đó. Và rất là nhiều các cái loại vitamin ở đây các anh chị ạ. Và quay nhắc lại là hiện nay chúng ta đang có cái sản phẩm siêu vitamin. Siêu vitamin thì có giá là 1.242.000, và với cái hộp siêu vitamin này thì một số khách hàng có nhu cầu sử dụng, thì có nghĩa là muốn sử dụng sản phẩm vitamin của siêu đi nhưng mà không có đủ tiền để mua cái loại đó chẳng hạn, thì các anh chị có thể cho sử dụng Novomin kết hợp với Mega Essential này, thì đây là một cái sản phẩm rất là tốt. Và Huệ cũng cho nhiều người sử dụng cái sản phẩm này thì đa số là khách hàng họ cảm nhận rất là nhanh đó, cảm nhận rất là nhanh anh chị nha. Đó là sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Mega. Cung cấp vitamin. Sản phẩm tiếp theo đó chính là cái sản phẩm BCAA. BCAA là một cái sản phẩm mà nó giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe rất là tốt, thì đặc biệt những người mà luyện tập thể dục thể thao ấy, thì đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Đây là sản phẩm để cung cấp các axit amin thiết yếu như leucine, isoleucine và lvalin, có nghĩa là ba cái axit amin thiết yếu này mà cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp được và phải lấy từ thực vật đó.
Và đây là ba cái nguồn axit amin rất là thiết yếu, nó giúp cho dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta được chuyển hóa một cách tốt nhất. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe sau khi luyện tập và thể thao. Đối với những người mà người ta luyện tập thể dục thể thao ấy, sau khi người ta luyện tập xong thì người ta cảm thấy cơ thể nó mệt thì người ta có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Thì lưu ý với các anh chị là đây là một cái sản phẩm nó cung cấp ba loại axit amin thiết yếu, đó chính là leucine, isoleucine và valine để hỗ trợ tăng cường sức khỏe khi luyện tập thể dục thể thao. Ba cái axit amin này nó là ba cái loại axit amin mà cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp được. Và Huệ thì rất hay sử dụng những cái sản phẩm như này để giúp cho mình bảo vệ cái cơ bắp của chúng ta, cơ của chúng ta nó phát triển tốt hơn. Đó. Như này chúng ta, các anh chị lưu ý này, không phải chúng ta là vận động viên tập thể dục thể thao chúng ta mới cần sản phẩm để tăng cơ nhé. Mà cơ thể của chúng ta có rất là nhiều các loại cơ khác nhau, trong đó chúng ta có cơ mặt đúng không? Cơ mặt khi hoặc là các anh chị thấy cái hiện tượng mà tại sao chúng ta già, già thì chúng ta hay bị bé hơn so với lúc trẻ. Bởi vì cái cơ của chúng ta càng ngày càng già nó càng teo dần. Và khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cái cơ của chúng ta nó được bảo vệ và nó không bị teo cơ. Đó, nó bảo vệ cái cơ, giúp phát triển cơ và nó không bị teo cơ. Thì cái việc nó không bị teo cơ thì nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó khỏe hơn, nó không bị teo tóp hoặc là mặt của chúng ta nó ít nếp nhăn hơn. Thì đó chính là cái sản phẩm các cái sản phẩm của Siri trong nhóm thể thao. Thế rồi sản phẩm tiếp theo thì các anh chị biết đây nó là glucosamine và chorotin. Thì nó sẽ giúp cho, đây là một sản phẩm mà giúp cho cái khớp của chúng ta. Nó hỗ trợ giúp tăng cường khả năng vận động của khớp và hỗ trợ hạn chế được cái quá trình thoái hóa khớp. Có nghĩa là khớp của chúng ta khi mà vận động ấy, thì nó hay, chúng ta đối với vận động viên họ càng tập luyện nhiều á, vận động nhiều thì cái khả năng khô khớp mà nó nhiều hơn. Thế thì người ta cần phải sử dụng những cái sản phẩm này để giúp cho cái khớp nó tăng cường cái khả năng. Có nghĩa là nó giúp cho cái khớp của chúng ta đỡ khô, nó tăng cường khả năng vận động của khớp và hạn chế được cái quá trình thoái hóa của khớp. Mỗi một lọ này thì có 120 viên, nó cũng khá là nhiều. Và sử dụng thì mỗi ngày 2 viên, nghĩa là một cái lọ này chúng ta có thể sử dụng trong vòng 2 tháng. Rất là nhiều khách hàng khi sử dụng cái sản phẩm Joy Health Formula này, nghĩa là các bạn có thể nhớ nôm na đây là một sản phẩm mà bổ sung glucosamine và chorotin ở trong nhóm thể thao. Thì rất là nhiều khách hàng sử dụng cái sản phẩm này thì đều cho kết quả rất là tốt, có nghĩa là các cái khớp gối cảm thấy nó không còn lục cục nữa. Thứ hai nữa là khi sử dụng cái sản phẩm này thì người ta cảm thấy là cơ thể của người ta nó khỏe hơn. Đó. Thì đó chính là cái sản phẩm glucosamine và chorotin của Siri trong nhóm thể thao. Cái sản phẩm tiếp theo trong cái nhóm này đó chính là L-carnitine. L-carnitine là một cái sản phẩm cũng vô cùng tuyệt vời và rất là ít người để ý tới cái sản phẩm này. Nhưng L-carnitine nó giúp cho những người vận động, tập luyện thể dục thể thao, nó giúp hỗ trợ để chuyển hóa chất béo và giải phóng năng lượng của người luyện tập. Thế thì các anh chị lưu ý này. Với những người mà muốn giảm cân ý, thì đây cũng là một cái sản phẩm hỗ trợ rất là đắc lực trong cái quá trình mà chúng ta phải luyện tập để mà giảm cân, vì nó sẽ giúp hỗ trợ để chuyển hóa chất béo và giải phóng năng lượng ở người tập luyện. Cái sản phẩm này là sản phẩm mà đồng thời nó còn hỗ trợ cả cái vấn đề sinh lý rất là tốt cho đàn ông, và nó còn hỗ trợ cho cả với những người tiểu đường nữa. L-carnitine lưu ý là đặc biệt với những người mà muốn giảm cân thì đây là một cái sản phẩm khá là lý tưởng. Sản phẩm tiếp theo ở trong nhóm này đó chính là cái protein, đây thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, protein ở vị chocolate. Tóm lại là hai cái sản phẩm này nó cung cấp cho chúng ta
cái đạm cô đặc, anh chị ạ. Cái đạm cô đặc ví dụ như thế là bình thường da chúng ta ăn thức ăn thô mà cơ thể của chúng ta nó không hấp thụ được nhiều và nó làm cho chúng ta nó không, nhất là không tăng cân. Thứ hai nữa là chúng ta hay mệt, mệt suy nhược cơ thể đấy, thì đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Và Huệ muốn chia sẻ với các anh chị là Huệ cũng thuộc cái nhóm người gầy và trước đây thì cũng đi tìm rất là nhiều các giải pháp khác nhau để giúp cho mình, có nghĩa là mình bảo vệ sức khỏe cho mình không còn bị gầy như 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 vậy nữa. Thì trong cái quá trình mình đi tìm kiếm các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực sự là với người gầy mình thấy đi tìm kiếm rất là khó khăn. Rất là nhiều người nói rằng sử dụng thuốc nam thuốc bắc, thế nhưng mà khi uống vào thì nó làm cho cơ thể của chúng ta nó tích nước, các anh chị ạ, nó tích nước. Và khi nó tích nước như vậy thì nó khiến cho khi mà chúng ta dừng lại cái sản phẩm thì giống như chuyện nó ngót nước, nó lại gầy sọp lại đó. Thế thì cái sản phẩm của Suri này là cái sản phẩm mà nó giúp cho chúng ta, dành cho những người vận động luyện tập thể dục thể thao, họ cần cái sản phẩm này để hấp thu nhanh vào cơ thể và làm cho người ta đỡ mệt mỏi. Thì đối với những người suy nhược cơ thể sử dụng ấy, hai cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Các anh chị lưu ý nhé, hai sản phẩm này dành cho những người mà bị suy nhược cơ thể hoặc là muốn tăng cân của mình ấy. Đó thì hai cái sản phẩm này khi mà mình sử dụng vào cơ thể nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là mình có năng lượng hơn rất là nhiều đó. Và cái đạm cô đặc này hoặc là sản phẩm cung cấp các axit amin hỗ trợ tăng cường quá trình phục hồi sức khỏe. Thành phần ở đây gồm có protein cô đặc. Đó, thành phần protein cô đặc. Và khi chúng ta sử dụng các cái gì, sản phẩm này đối với vậy thì khi Huệ sử dụng sau 1 tháng, có nghĩa là mình đánh giá bằng cái cảm nhận của mình khi vào trong cơ thể của mình. Cơ thể của mình là một người mà hấp thụ khả năng, có nghĩa là khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, hay là các cụ ngày xưa gọi là nóng trong. Và khi nóng trong như vậy thì chúng ta ăn, chúng ta hấp thụ dinh dưỡng kém hơn, mặc dù ăn nhiều nhưng mà mãi không béo đó. Thế thì trong thời gian gần đây mình cũng ăn rất là nhiều sản phẩm protein của Siri và sức khỏe của mình nó, mình cảm thấy là nó đang phục hồi khá là ok, nghĩa là từ bên trong của mình cảm thấy là người của mình nó có năng lượng, nó không còn mệt mỏi như mọi khi là mình rất hay ở trong tình trạng mệt mỏi, thì bây giờ nó không còn mệt mỏi như vậy nữa và mình bắt đầu cảm thấy là cân nặng của mình nó bắt đầu tăng lên. Cân nặng tăng lên thì đấy là một cái dấu hiệu mà mình rất là thích, có nghĩa là bây giờ mình chỉ mong ăn cái gì đó để mình có thể béo lên thôi. Đó là cái sản phẩm thứ hai. Và cái sản phẩm thứ ba đó chính là Chrome. Chrome đây là một cái sản phẩm cũng rất là tuyệt vời. Và nếu như các bạn nghiên cứu về cái thành phần Chrome ở trên Google ấy, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái sản phẩm để hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết, nghĩa là nó sẽ giúp ổn định cái đường huyết trong cơ thể của chúng ta, nhất là đối với những người bị tiểu đường ấy, thì đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì nó ổn định cái chỉ số đường huyết và nó không bị tăng hay là quá thấp ở đó. Với các chiết xuất từ mướp đắng, dễ sâm, siêu đi, trà xanh, sản phẩm giúp hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết. Đó chính là cái sản phẩm cuối cùng trong nhóm thể thao. Thì Huệ muốn nói với các anh chị em là chúng ta hãy, nếu bạn đã biết đến sản phẩm của Siri thì hãy nhanh chóng trải nghiệm sản phẩm trong cái nhóm thể thao này. Còn nếu như bạn chưa biết đến sản phẩm của Siri và ngày hôm nay mới nghe Huệ Nguyễn chia sẻ cái video này đầu tiên, thì các bạn hãy đặt mua những cái sản phẩm này cho cơ thể của mình tùy theo thể trạng của mỗi người và vấn đề sức khỏe của mỗi người. Thì như Huệ đã giới thiệu với các anh chị rồi đúng không ạ? Cái sản phẩm đầu tiên là cung cấp vitamin và khoáng chất. Sản phẩm thứ hai là cung cấp ba cái loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Và cái loại thứ ba là bổ sung glucosamine và chorotin. Cái loại thứ tư là L-carnitine, nó rất là tốt cho những người luyện tập thể dục thể thao, nghĩa là nó giúp đốt mỡ đó. Đó thì chúng ta có thể, với những người mà muốn kiểm soát cân nặng thì đây cũng là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Đặc biệt với đàn ông mà có những cái vấn đề về sinh lý thì đây cũng là một sản phẩm kết hợp rất là tốt. Thế rồi cái đạm cô đặc, đạm cô đặc
Đây là một sản phẩm cung cấp protein cô đặc và nó giúp cho chúng ta phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Và cái sản phẩm cuối cùng là hỗ trợ cho anh chị trong cái vấn đề về bị tiểu đường á. Đó, có nghĩa là nó kiểm soát cái chỉ số đường huyết của chúng ta rất là tuyệt vời. Thì đó chính là cái nhóm sản phẩm. Và các anh chị hãy nhanh chóng sở hữu cho mình cái nhóm sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình và cho gia đình của chính mình. Và với sự hiểu biết của mình thì Huệ cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người để anh chị có thể biết được những cái sản phẩm độc đáo của Siri và biết cách bảo vệ sức khỏe một cách chủ động. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.